mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, được thực hiện do Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội phối hợp với nhãn hàng Comfort Thơm Lâu sản xuất. Vâng, như vậy là một tuần lễ lại trôi qua, chúng ta lại được gặp nhau. Và lời đầu tiên cho phép Thu Hương được gửi tới tất cả quý vị khán giả, mặc dù Hương nói rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay vẫn nhắc lại, đó là một lời chúc. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thứ bảy thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Và chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ rất mong muốn không phải chỉ có hai đội chơi mà tất cả các quý vị khán giả ngồi ở đây cũng như quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình vô tuyến, tất cả chúng ta hãy cùng chơi, cùng đuổi hình, cùng bắt chữ và bắt càng nhiều điểm càng tốt. Xin mời quý vị và các bạn hãy gặp gỡ với hai đội chơi của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin mời các bạn đội 1 hãy tự giới thiệu về mình. Xin chào chị Thu Hương, kính chào toàn thể các vị khán giả của Đài Truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến với chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Đội 1 chúng tôi gồm có hai người, tôi là Lê Thanh Được đến từ Đại học Tổng hợp Hà Nội. Còn bạn tôi là Trương Thanh Tú, nhân viên bán hàng. Chúng tôi đến đây với mục đích là vui, chơi và học hỏi. Rất mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả. Và bây giờ xin mời các bạn đội 2. Xin chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Thị Thủy, nhân viên kế toán của công ty Sakura Plaza Hotel Nico Hà Nội. Và bên cạnh tôi là người bạn cùng chơi. Tôi là Nguyễn Hồng Thanh, tôi đến từ phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Hôm nay chúng tôi đến đây với tinh thần vui chơi là chính. Hơn thế nữa, chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Vâng, xin cảm ơn những lời giới thiệu của cả hai đội. Rất là giản dị nhưng mà tôi nghĩ là rất đầy đủ, đúng không ạ? Và quả thật ngày hôm nay chúng ta đến đây là để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với nhau. Và riêng cá nhân tôi cũng như tất cả quý vị khán giả đều mong muốn và đều muốn chúc cho cả hai đội chơi của chúng ta ngày hôm nay sẽ là những người chiến thắng. Và bây giờ xin mời các bạn đến với Đuổi Hình Bắt Chữ phần ngẫu hứng. Tất nhiên rồi, trước khi vào phần ngẫu hứng thì tôi lại phải nhắc lại về luật chơi cho các bạn. Tức là trên màn hình của chúng ta có 9 miếng ghép tương ứng với 9 hình. Và các bạn mở được 9 miếng ghép thì các bạn sẽ có cơ hội đến với miếng ghép thứ 10. Và thời gian để trả lời đúng cho mỗi miếng ghép là 10 giây. Và mỗi một miếng ghép trả lời đúng các bạn sẽ đạt số điểm là 50 điểm. Riêng miếng ghép thứ 10 các bạn sẽ có một số điểm cao hơn, đó là 100 điểm. Và phần ngẫu hứng các bạn chỉ có quyền nhấn chuông một lần duy nhất. Các bạn đã rõ luật chơi chưa ạ? Rõ, các bạn đã sẵn sàng rồi chưa ạ? Vâng, nếu đã sẵn sàng, xin mời các bạn đến với miếng ghép đầu tiên. Xin mời. Vâng, rất nhanh. Xin mời các bạn đội 1. Đây là gì ạ? Thầy đồ ạ. Cái gì ạ? Thầy đồ. Rất tiếc, chưa phải là thầy đồ. Tôi không hiểu sao bạn này. Vâng, xin mời các bạn đội 2. Theo em đây là thầy địa lý ạ. Thầy địa lý. Thầy địa lý. Xin chúc mừng các bạn. Vâng, 50 điểm đầu tiên dành cho các bạn đội 2. Tôi xin hỏi bạn Thủy, sao bạn không nói là nghĩ là thầy bói, bạn lại nghĩ là thầy địa lý? Bởi vì em thấy có quả địa cầu ạ. Có quả địa cầu là thầy địa lý. Vâng, xin chúc mừng các bạn. Quả thật, thầy địa lý là một người làm nghề xem đất để tìm chỗ đặt mồ mả hoặc là dựng nhà cửa cho được may mắn theo thuật phong thủy. Và bạn đã nhìn thấy quả địa cầu cho nên đấy là thầy địa lý chứ không phải là thầy bói. Vâng, thầy địa lý đã mang lại 50 điểm đầu tiên về cho các bạn đội 2. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 2. Xin mời. Một con gì ạ? Vâng, xin mời các bạn đội 1. Đây là gì ạ? Hình ảnh gì ạ? Bạn được, bạn nhấn chuông là bạn phải trả lời được ngay chứ ạ? Khủng long ạ. Cái gì ạ? Khủng long ạ. Khủng long, có chắc chắn không ạ? Chắc chắn ạ. Xin chúc mừng các bạn.
Vâng, số điểm đã ngang hàng rất là nhanh đấy ạ. Khủng long đây là một loài bò sát lớn đã bị tuyệt chủng rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà một hình ảnh này thì chúng ta thường được xem lại và chúng ta thấy rất là quen thuộc đúng không? Và tôi nghĩ rằng cái hình ảnh này thì trong chúng ta là nhìn là không ai có thể là đoán sai được rồi. Đấy là khủng long. Xin chúc mừng các bạn. Bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 3. Xin mời. Miếng ghép thứ 3. Hôm nay không hiểu là ngày gì mà nhanh thế ạ. Xin mời các bạn đội 1 ạ, rất nhanh ạ. Bạn nhấn chuông rồi, bạn phải trả lời ngay chứ ạ. Xin mời bạn được. Vâng, xin mời các bạn đội 2. Em thưa chị, đây là hành hương ạ. Hành hương. Tôi muốn hỏi bạn là sao bạn lại nghĩ là hành hương nhỉ? Tôi thấy không có gì là... sao lại hành hương? Em thưa chị, trên màn hình kia là củ hành với cả bó hương đấy. Vâng, quả thật đúng là củ hành và bó hương. Đó là hành hương. Bạn có hiểu thế nào hành hương không? Bạn hiểu thế nào hành hương? Em thưa chị, em có hiểu chị ạ. Hành hương tức là một cuộc đi đi chơi chẳng hạn. Đi chơi. Dạ vâng. Về hoặc một là... nơi nào đó rất là linh thiêng chẳng hạn. Ví dụ rồi. Như là mình về đi lễ đi bái đấy chẳng hạn. Cũng gọi là hành hương ạ. Đúng rồi, vâng. Quả thật là tuyệt vời. Xin chúc mừng các bạn. Hành hương mà người ta thường nói đoàn người hành hương, ví dụ như ta đi về dỗ tổ Hùng Vương này, đúng không? Đi đền Hùng này đấy thì gọi là hành hương. Vâng. Chúng ta thường sử dụng như vậy. Xin chúc mừng các bạn và hành hương lại một lần nữa đem chiến thắng về cho các bạn đội 2. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 4. Xin mời. Các bạn hãy nhìn mũi tên. Vâng, lần này thì đội 2 vẫn nhanh hơn. Xin mời các bạn. Theo em đây là thủy thủ ạ. Thủy thủ ấy ạ. Vẫn chưa chính xác, cơ hội còn lại dành cho các bạn đội 1. Các bạn hãy nhìn thật rõ mũi tên. Vâng, xin mời các bạn đội 1. Mũi tên đang chỉ vào đâu ạ? Một người đứng trên tàu thủy. Tất nhiên đây là một người chỉ huy. Thuyền trưởng ạ. Cái gì ạ? Thuyền trưởng. Thuyền trưởng. Vâng, thuyền trưởng đã mang lại chiến thắng về cho các bạn đội 1. Xin chúc mừng các bạn. Thuyền trưởng chính là người chỉ huy cao nhất trên một con thuyền lớn hay là một chiếc tàu thủy. Và đáp án của chúng tôi chính là thuyền trưởng. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 5. Xin mời. Đây là một hình ảnh rất quen thuộc. Xin mời các bạn đội 2. Thế em nghĩ đây là sân khấu chèo ạ. Sân khấu chèo ạ. Vẫn chưa chính xác. Cơ hội còn lại dành cho các bạn. Các bạn nhanh lên, hết thời gian rồi đấy ạ. Vâng, bạn đã nhấn chuông, xin mời các bạn đội 1. Bạn có trả lời được không ạ? Nhấn chuông là phải trả lời ngay ạ. Đúng là sân khấu. Tuồng ạ. Rất tiếc. Ở trên kia các bạn tinh mắt một chút thì các bạn sẽ nhìn thấy có chữ vở kịch. Mà đã là kịch thì không thể là tuồng hoặc chèo được rồi. Vâng, quả là rất đáng tiếc. Và đáp án của chúng tôi là kịch nói. Thực ra là tôi nghĩ là các bạn ý, các bạn phải thật tinh mắt vào. Các bạn đừng bỏ qua một chi tiết gì. Rõ ràng trên màn hình, hình ảnh kia là các bạn đã liên tưởng đến sân khấu rồi. Và quả thật chỉ có sân khấu mới có hình ảnh như thế kia thôi ạ. Đúng không ạ? Một nửa mặt là đỏ và một nửa mặt xanh. Người ta thường ví là nửa mặt thiện và nửa mặt ác. Nói như thế là người ta liên tưởng đến sân khấu. Nhưng phía trên lại ghi chữ vở kịch. Vậy thì chỉ có là kịch nói. Vâng, kịch nói là một bộ môn nghệ thuật dùng đối thoại bằng lời nói giữa các nhân vật. Đó là kịch nói. Rất tiếc ở miếng ghép này thì cả hai đội vẫn chưa ghi được điểm. Nhưng mà không sao, chúng ta còn rất nhiều miếng ghép sau. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 6. Xin mời. Các bạn nhìn đội 2 rất nhanh, xin mời các bạn. Là gì ạ? Các bạn có trả lời được không ạ? Nếu mà trả lời được thì các bạn phải trả lời ngay đi ạ. Tôi nghĩ là không có nhiều thời gian. Các bạn không trả lời được thì cơ hội còn lại dành cho các bạn đội 1. Các bạn đội 1 có đáp án không ạ? Xin mời các bạn đội 1. Cụ non ạ. Cái gì ạ? Cụ non ạ. Vâng. Rất tiếc là cả hai đội vẫn chưa tìm ra được đáp án của câu này. Và đáp án của chúng tôi chính là
ông cụ non. Quả là rất tiếc bởi vì bạn Được đã tìm ra được chữ cụ non rồi. Thế nhưng mà tôi phải muốn lưu ý các bạn, đáp án của chúng tôi chỉ có một, cho nên là các bạn phải sắp xếp thế nào thật chính xác với từng từ của đáp án chúng tôi thì các bạn mới ghi được điểm. Đáp án của chúng tôi là ông cụ non. Đây chỉ là một người có đạo mạo vẻ giống như một người già, nhưng mà thực ra thì còn rất là ít tuổi. Đấy, và các bạn nhìn thấy trên hình ảnh, đây là một đứa trẻ đeo một bộ râu, thì người ta thường hay ví như là ông cụ non. Vâng, quả là rất là đáng tiếc bởi vì câu này cả hai đội vẫn chưa ghi được điểm. Và bây giờ, xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 7. Xin mời. Đây là gì ạ? Vâng, lần này thì các bạn đội 1 đã nhanh hơn. Xin mời các bạn. Thuốc lắc ạ? Thuốc lắc. Xin chúc mừng các bạn. Tôi nghĩ là hình ảnh này rất là đơn giản đúng không ạ? Một lọ thuốc này và có một bàn tay đang lắc thì chắc chắn phải là thuốc lắc rồi đúng không ạ? Thuốc lắc. Bạn Được thân mến, bạn hiểu thế nào về loại thuốc này? Em cũng chưa biết cái thuốc này như thế nào. Có nhưng nhiều bạn... người, nhiều thanh niên muốn thử đó nhưng mà em không dám thử. Nghe thì nhiều nhưng chưa được xem. Nhưng bạn có muốn thử không ạ? Không ạ. Tôi lại cứ tưởng là bạn muốn được thử thôi, tại vì là ngày hôm nay đang hiện ra ở trên chương trình của chúng ta đúng không ạ? Và thuốc lắc ấy, đây là một loại thuốc kích thích sự hưng phấn, làm cho con người cứ lắc lư điên cuồng. Và cái loại thuốc này thì đang là bị cấm, cấm rất mạnh đằng đằng khác ấy ạ. Và chúng ta coi như đây là một tệ nạn mà chúng ta cần phải tránh xa. Vâng, và thuốc lắc. Xin chúc mừng các bạn đội 1. Một lần nữa thuốc lắc đã mang lại chiến thắng về cho các bạn. Và bây giờ, xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 8. Xin mời. Vâng, rất nhanh. Các bạn đội 1 xin mời. Chân tình. Chân tình. Quả là tôi không biết nói gì hơn nữa. Một đôi chân và có chữ tình, chắc chắn phải là chân tình rồi. Vâng, chân tình. Đó là lòng chân thành, đúng không ạ? Lấy chân tình mà đối xử với nhau trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta vẫn thường nghe thấy chân tình. Vâng, và chân tình một lần nữa lại mang chiến thắng về cho các bạn đội 1. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 9. Xin mời. Các bạn thật tinh ý vào. Tinh, vâng, xin mời các bạn đội 1. Là gì ạ? Bạn liên tưởng đến điều gì đây ạ? Bạn trả lời ngay ạ. Củ lạc ạ. Củ lạc ạ. Rất tiếc, lần này thì chiến thắng chưa mỉm cười với các bạn đội 1. Cơ hội còn lại dành cho các bạn đội 2, các bạn nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa. Đây đúng là lạc. Không, các bạn đội 1 hết quyền rồi ạ. Xin mời các bạn đội 2. Em tên là Thu Hoạch ạ. Thu Hoạch. Quả là rất đáng tiếc. Đáp án của chúng tôi là mùa lạc. Các bạn đã nhìn thấy củ lạc rồi, thế nhưng mà các bạn lại không đoán được là mùa lạc đúng không ạ? Tôi cũng định giải thích thêm đấy, thế nhưng mà bởi vì là các bạn đã bấm chuông liên tục, đâm ra là tôi không thể nào tôi biết giải thích lúc nào. Tôi cũng định nói đây nó là một cuốn tiểu thuyết, một chuyện ngắn thì chắc chắn là các bạn sẽ nghĩ ra đúng không ạ? Vâng, mùa lạc chính là tên chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Khải. Rất tiếc là ở câu này thì cả hai đội vẫn chưa ghi được điểm. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 10. Xin mời. Có một số miếng ghép chưa được mở, vì thế là hình của chúng tôi rất là khó nhìn. Nhưng mà các bạn hãy cố. Có một người đàn ông, các bạn có nhìn thấy gì không ạ? Đằng sau có một cái cờ. Quả là rất đáng tiếc bởi vì miếng ghép kia đã đang che. Có một câu ví, vâng xin mời các bạn đội 1. Phất cờ. Phất cờ. Rất tiếc, các bạn đội 2 có đáp án không ạ? Miếng cờ, cái lá cờ để người ta thường ví một người đàn ông uống rượu. Câu gợi ý đến như thế rồi đấy ạ. Theo em tên là câu thành ngữ trai vô tiểu như cờ vô phong ạ. Tôi xin nam vô tử. Bạn bây giờ bạn vâng Thanh có đồng ý với ý kiến của Thủy không ạ? Đáp án của em là nam vô tử như cờ vô phong ạ. Nam vô tử như kỳ vô phong. Quý vị thấy thế nào ạ?
mà tôi đã nói gì đâu mà quý vị lại vỗ tay ạ. Tôi muốn hỏi là tại sao bạn Thanh lại nghĩ ra đến câu đấy? Sao bạn lại liên tưởng đến điều đó? Tại sao bạn lại liên tưởng là nam vô tử, như kỳ vô phong? Em thưa chị là, thứ nhất là hình ảnh kia là nếu như mà cái cờ ấy mà không có gió ấy thì tất nhiên nó sẽ không lên được. Quả đúng. Đấy, theo em hiểu như thế. Còn đàn ông ấy, người đàn ông mà không biết uống rượu thì cũng không khác gì cái cờ mà không có gió. Một lời bào chữa nhưng vẫn đúng, vẫn chấp nhận được. Mặc dù là người ta uống rượu nhưng người ta bào chữa cho cái sự uống rượu của họ đấy, nhưng mà vẫn là đúng đúng không? Vẫn có thể chấp nhận được. Vâng, và tôi nghĩ là bạn nói chấp nhận được thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận đáp án của các bạn. Xin chúc mừng các bạn. Quả đúng là tuyệt vời, bởi vì đáp án của chúng tôi đúng là nam vô tử như kỳ vô phong. Đó là một lời bào chữa của những người nghiện rượu cho rằng là đàn ông mà không có rượu thì chẳng khác nào cờ mà không có gió. Chúng ta thì nhìn lại số điểm của hai đội khi các bạn vừa trải qua 10 miếng ghép. Đội 1 các bạn đang có một số điểm là 200 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Đội 2 các bạn với số điểm là 175 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn đến với đuổi hình bắt chữ phần chủ đề. Và phần chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là chủ đề về thiên nhiên, môi trường. Các bạn cứ hình dung xung quanh chúng ta có những cái gì. Đấy, các bạn nhận biết được xung quanh môi trường chúng ta có những cái gì đó thì các bạn sẽ làm coi như là tất cả những cái đáp án các bạn sẽ trả lời được hết. Tôi hy vọng là như vậy và tôi tin chắc là như vậy. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, nếu đã sẵn sàng thì xin mời các bạn đến với miếng ghép đầu tiên. Xin mời. Vâng, rất nhanh. Các bạn đội 2, các bạn đã nhìn thấy cái gì đấy ạ? Theo em đây là rác thải ạ. Cái gì ạ? Rác thải ạ. Rác thải ạ? Vâng. Tôi muốn hỏi bạn tại sao bạn lại nhìn ra rác thải nhỉ? Tôi có thấy có thải ra đâu nhỉ? Bởi vì em nhìn thấy có rất nhiều thứ linh tinh ạ. Rất nhiều thứ linh tinh. Thì bạn gọi là rác thải. Vâng. Bạn Thanh đồng ý chứ ạ? Đồng ý ạ. Nếu mà cả hai bạn đồng ý thì tôi nghĩ là không có lý gì mà tôi không đồng ý. Vâng, rất nhanh. Rác thải là nguồn rác thải sau khi đã qua sử dụng hoặc sản xuất. Xử lý rác thải đang là một cái vấn đề rất là nan giải, rất khó khăn mà chúng ta đang cần phải giải quyết. Vâng, và rác thải đã mang lại chiến thắng về cho các bạn đội 2. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 2. Xin mời. Đây là một cái nhà, bên trong có rất nhiều rau. Xin mời các bạn đội 1. Rau an toàn. Rất tiếc, chưa phải đáp án của chúng tôi. Vâng, xin mời các bạn đội 2. Theo em đây là rau sạch ạ. Đây là rau sạch ạ. Vâng. Sao lại là rau sạch ạ? Bởi vì rau này trồng ở trong một nhà kính, như là trong phòng thí nghiệm ấy ạ. Thì đó gọi là rau sạch. Vâng, rau sạch lại một lần nữa mang chiến thắng về cho các bạn đội 2. Xin chúc mừng các bạn. Rau sạch chính là một loại rau được chăm sóc bằng nguồn nước sạch và không dùng thuốc trừ sâu, phân hóa học, và họ chỉ dùng phân hữu cơ đã được qua xử lý an toàn. Đó là rau sạch. Mà thực ra thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cũng sử dụng rất nhiều rau sạch, đúng không? Bây giờ rau sạch thì tôi thấy là mọi người là để đảm bảo có thể giữ gìn vệ sinh này, về thực phẩm các thứ, và phần lớn là dân ta thì toàn là dùng rau sạch, đúng không ạ? Vâng, rau sạch. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 3. Xin mời. Đây là gì ạ? Rất là nhanh. Xin mời các bạn đội 2. Theo em đây là sóng thần ạ. Sóng thần. Quả không còn gì để nói hơn, thật là tuyệt vời. Xin chúc mừng các bạn. Sóng thần. Sóng thần đó là một hiện tượng sóng biển đột ngột dâng cao do sự va đập hoặc là dịch chuyển của trái đất. Tôi muốn hỏi là bạn Thủy, sao bạn lại hình dung đấy là sóng thần? Bởi vì là thứ nhất là có một vị thần xuất hiện ở biển. Thứ hai là em lại đang nghĩ đến có một đợt vừa rồi có một cơn sóng thần rất lớn ạ. Dạ vâng, và quả đúng là sự liên tưởng của bạn đã giúp bạn chiến thắng trong ngày hôm nay. Dạ vâng, xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 4. Xin mời. Đây là
là gì. Vâng, lần này thì đội 1 đã nhanh hơn. Xin mời các bạn. Các bạn có nhìn thấy gì chưa ạ? À, các bạn đội 1 không trả lời giếng được. Giếng cạn ạ. Quả là rất tiếc. Xin mời các bạn đội 2. Theo em đây là giếng trời ạ. Giếng trời ạ. Lần này thì quả là rất đáng tiếc cho cả hai đội. Tôi đã nói chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là chủ đề về môi trường thiên nhiên, đúng không ạ? Mà các bạn vừa nghĩ ra được sóng thần rồi thì bây giờ các bạn có nhìn thấy đất đang nứt không ạ? Mặt trời chiếu vào. Không, nhưng mà rất tiếc. Rất tiếc là các bạn đã trả lời được một lần rồi. Nhưng mà thôi, trường hợp ngoại lệ, tôi cho các bạn thử trả lời. Mà mặc dù bạn trả lời đúng bạn cũng không được điểm đâu, nhưng bạn cứ thử trả lời xem. Đáp án của bạn là gì? Thưa chị, đáp án của em là mất nước ạ. Quả thật nếu mà như thế thì bạn cũng không có gì để mà tiếc cả. Bởi vì tôi cứ nghĩ là bạn nói được đúng không? Đáp án của chúng tôi đó là hạn hán. Hạn hán đúng không ạ? Ông mặt trời chiếu vào và thấy đất này nứt ra này, đến cái giếng cũng nứt ra, đúng không ạ? Đó là hạn hán. Chỉ cái sự nắng hạn, nói chung đấy là một cái nắng hạ hạn hán thì ai cũng biết. Rất tiếc là ở câu này thì cả hai đội của chúng ta vẫn chưa ghi được điểm. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 5. Xin mời. Quá dễ, câu này thì tôi nghĩ là rất đơn giản, rất dễ. Xin mời các bạn, tôi nhìn đến các bạn đội 1 trước. Xin mời các bạn đội 1. Mưa đá. Mưa đá. Xin chúc mừng các bạn đội 1. Vâng, tôi nghĩ là cái này thì rất là đơn giản đúng không? Một trận mưa và có những hòn đá đang rơi. Và cách đây mấy hôm thì chúng ta đã ngấm trong trận mưa đá rồi, đúng không bạn Được? Vâng, đó là mưa đá. Đấy là một những hạt mưa mà có hạt đông cứng lạnh lại thành nước đá. Mưa đá thì rất có hại cho trồng trọt hay là hoa màu. Và với mưa đá, chiến thắng lại thuộc về các bạn đội 1. Xin chúc mừng các bạn đội 1. Và bây giờ, xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 6. Xin mời. Một hiện tượng rất nhanh. Mời các bạn đội 1. Cháy rừng. Cháy rừng. Sao lại tôi nghe tiếng các bạn ở dưới vỗ tay nhỉ? Quý vị thấy thế nào? Tôi nghĩ là các bạn đội 2 không được gì phải nhấn chuông nữa, bởi vì các bạn đội 1 đã trả lời hoàn toàn chính xác. Cháy rừng. Đó là rừng cháy. Vâng, tôi vừa nghe thấy có một tiếng, một vị khán giả nào đó nói là rừng cháy. Vâng, cháy rừng đó là rừng cháy. Vâng, và cháy rừng đã mang lại chiến thắng về cho các bạn đội 1. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 7. Xin mời. Quả là ngày hôm nay các bạn nhấn chuông rất nhanh. Vâng, xin mời các bạn đội 2. Các bạn nhìn là động đất ạ. Cái gì ạ? Động đất ạ. Động đất gì ạ? Vâng. Tôi nghĩ là động đất là đất là nứt ra thôi. Đây bạn này động đất, quả là rất tiếc. Rất tiếc các bạn đội 2. Cơ hội còn lại, vâng xin mời các bạn đội 1. Lũ lụt ạ. Lũ lụt ạ. Quả là rất đáng tiếc cho cả hai đội. Tôi đã nói rồi, các bạn là phải để ý từng chi tiết. Ở đây thì các bạn đội 1 đã nhìn thấy lũ, có lũ đúng không ạ? Thế nhưng mà lũ ở đây các bạn có nhìn thấy không? Có những ngôi nhà. Và một cơn lũ đi qua thì tất cả ngôi nhà bị quét sạch luôn. Người ta không thể gọi là lũ lụt được mà người ta phải gọi là lũ gì ạ? Vâng, lần này mới là chính xác đấy ạ. Nhưng mà rất tiếc các bạn vẫn không ghi được điểm. Đáp án của chúng tôi chính là lũ quét. Đó là một hiện tượng nước ở các con sông, con suối dâng cao đột ngột, gây tác hại lớn về cho người và tài sản. Lũ quét thì thường xảy ra rất nhanh và gây thiệt hại rất lớn. Và đó chính là lũ quét. Rất tiếc là cả hai đội vẫn chưa ghi được điểm ở câu này. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 8. Xin mời. Các bạn phải nhìn thật kỹ để hắn nhấn chuông. Vâng, xin mời các bạn đội 2. Đây là gì ạ? Một hình ảnh rất quen thuộc đấy ạ. Thưa em, đây là núi lửa. Núi lửa. Núi lửa. Các bạn thấy thế nào? Xin chúc mừng các bạn đội 2. Núi lửa. Đó chính là hiện tượng núi lửa phun trào do vỏ trái đất nóng lên, phun trào nham thạch ra bề ngoài của vỏ mặt vỏ trái đất. Vâng, đó chính là núi lửa. Và núi lửa
đã mang lại chiến thắng về cho các bạn đội 2. Xin chúc mừng. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 9. Xin mời. Các bạn. Vâng, rất nhanh, xin mời các bạn đội 1. Đây là hình ảnh gì ạ? Các bạn có đáp án không ạ? Các bạn trả lời luôn ạ. Nếu không có thì là giành quyền trả lời. Không được ạ, nếu mà không được thì... Vâng, mời bạn Tú. Nhà kính ạ. Cái gì ạ? Nhà kính rất tiếc. Xin mời các bạn đội 2. Đây là gì ạ? Theo em đây là hình như là tia cực tím hay sao ấy. Tia cực tím. Quả là rất đáng tiếc. Đáp án của chúng tôi đó là hiệu ứng nhà kính. Tôi muốn hỏi là cả bốn bạn đã bao giờ các bạn nghe đến cái từ này chưa ạ? Hiệu. Thiếu. Vâng, nhưng mà bạn nói thiếu nhưng mà rất tiếc. Đúng không ạ? Bạn nói thiếu nhưng bạn đã bao giờ bạn nghe đến hiệu ứng nhà kính chưa ạ? Các bạn đã nghe thấy chưa ạ? Có. Bạn nghe thấy rồi ạ? Thế bạn hiểu thế nào về hiệu ứng nhà kính? Em không hiểu rõ lắm nhưng đây tưởng cũng là làm nhiệt độ nóng lên của trái đất. Và thế nào nữa ạ? Tức là bạn cũng chưa hiểu hết ạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hôm nay thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu đây. Hiệu ứng nhà kính đó là hiệu ứng xảy ra đối với vật thể được bao bọc bởi một chất liệu cho phép sóng điện từ mang nhiệt vào đi qua dễ dàng hơn sóng điện từ mang nhiệt từ vật đi ra. Vì vậy mà nhiệt độ của vật sẽ tăng dần lên cho đến khi đạt cân bằng. Tôi nghĩ là bây giờ các bạn chưa tìm được cái đáp án của câu này. Thế nhưng mà qua buổi này thì các bạn sẽ hiểu thế nào là hiệu ứng nhà kính. Các bạn có đồng ý với tôi như thế không ạ? Vâng, rất tiếc là ở câu này thì cả hai đội vẫn chưa ghi được điểm. Và bây giờ xin mời hai đội đến với miếng ghép thứ 10. Xin mời. Vì có một số miếng ghép chưa mở ra cho nên là hình hơi rất khó nhìn. Xin mời các bạn đội 2. Một người đàn ông đang làm gì đấy ạ? Họ đang làm gì ạ? Từ một cây và thành thân. Trồng cây gây rừng ạ. Cái gì ạ? Trồng cây gây rừng ạ. Trồng cây gây rừng ạ? Sao lại trồng cây gây rừng ạ? Bởi vì là... Bạn Thanh có đồng ý với ý kiến này không ạ? Đồng ý. Tại sao bạn lại nhìn ra là trồng cây gây rừng? Bởi vì nói đến môi trường thì chắc chắn không tránh khỏi rừng rồi ạ. Vâng, quả thật. Xin chúc mừng các bạn. Trồng cây gây rừng, đó là phong trào của Đảng và Nhà nước ta, một phong trào trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trồng đồi trọc. Vâng, mà tôi nghĩ là cái từ đó rất quen, đúng không ạ? Trồng cây gây rừng. Và như vậy là chúng ta vừa trải qua 10 miếng ghép của phần đuổi hình bắt chữ phần chủ đề. Tôi muốn hỏi là các bạn thử nghĩ xem là phần chủ đề này so với phần ngẫu hứng vừa rồi, các bạn có thấy dễ hơn một chút không ạ? Theo em thì em thấy dễ hơn ạ. Dễ hơn. Và bạn thấy miếng ghép nào đối với bạn là rất thú vị? Em thấy cái sóng thần mà em... tức là một cơn sóng và có một ông thần đấy. Vâng. Mình nhìn ra là sóng thần đấy. Vâng. Không phải là câu đấy rất thú vị. Thế còn các bạn đội 1, các bạn thấy thế nào ạ? Có khó quá không ạ? Không khó nhưng mà thời gian gấp quá. Thời gian gấp quá đúng không ạ? Thế cho nên là tôi nghĩ là các bạn cứ bình tĩnh, tự tin thì chắc chắn là các bạn sẽ trả lời đúng đáp án, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhìn lại số điểm của hai đội chơi. Đội thứ nhất đang có số điểm là 400 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Đội 2 với số điểm cao hơn 725 điểm. Và trước khi chúng ta bước vào phần chơi tiếp thì chúng ta hãy dành một chút thời gian để gặp gỡ và giao lưu với cả bốn bạn chơi của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên, tất nhiên là đội 1 rồi. Và đội 1 thì chúng ta sẽ gặp gỡ bạn Tú, bạn nữ của chúng ta. Bạn Tú, bạn Trương Thanh Tú, làm nhân viên bán hàng. Trong bản đăng ký dự thi của mình, bạn có nói là bạn thích nhất là ăn, đi chơi và lại ăn kem vào mùa đông. Chà, tôi thấy rất là lạ đúng không ạ? Người ta thường là thích ăn kem vào mùa hè đúng không ạ? Kem thì mát và người ta ăn vào mùa hè thì để cho mát. Tại sao mùa đông lạnh như thế mà bạn lại thích ăn kem? Em nghĩ là ăn kem vào mùa hè thì thường quá rồi ạ. Là cái thường gì? Quá rồi. À, tức là bạn là người rất thích độc đáo đúng không ạ? Mà bạn thích có một cái gì đấy nó khác người đi đúng không ạ? Có hẳn là như thế không ạ? Cứ cái gì khác người thì em thích.
À, bạn Tú lại cái gì cứ khác người là bạn thích đúng không ạ? Bạn có nói rằng là bạn xem phim. Sao lại xem mỗi lần bạn xem phim xong thì bạn xem xong bạn lại quên luôn? Tôi thấy bạn rất là lạ cơ nhỉ. Thích phim ma nhưng mà sợ ma, nhưng mà lại xem phim xong một cái cũng thích xem phim ấy, nhưng mà xem xong một cái lại quên luôn. Thế thường bạn những phim nào mà bạn hay dễ quên như thế? Nhất là phim Hàn Quốc ạ. Phim Hàn Quốc? Em rất thích xem phim Hàn Quốc, nhưng mà tại vì bạn em bảo là mày kể lại tao nghe thì nhất định là em kể từ đầu vậy, nhảy đến cuối, cuối xong nhảy ra giữa. Thế thôi bảo quên luôn thì đỡ phải kể. Vâng, xin cảm ơn bạn. Và bây giờ chúng ta hãy làm quen với bạn đứng bên cạnh. Suốt từ nãy đến giờ bạn cứ tủm tỉm cười, bạn nhìn tôi tủm tỉm cười. Vâng, bạn Lê Thanh Được của chúng ta là nghiên cứu ngôn ngữ về và văn hóa, ngôn ngữ và văn hóa. Ở trong này bạn có... Vâng, tôi đã đọc được một dòng tôi rất thích. Tức là bạn thích ăn. Thích ăn gì đây ạ? Thích ăn đồ ta. À, bạn thích ăn đồ ta, những món ăn châu Á mà lại khoái ăn cơm với cá, cực thích ăn bóng đá. Ngon ăn như cơm cà và cảm thấy rất khoái trá. Vâng, tôi quả là bạn được của chúng ta là một người rất là yêu thơ đúng không ạ? Yêu thơ lắm ạ, cho nên tôi thấy mỗi lời nói của bạn là bao giờ cũng có liên tưởng đến một bài thơ, đúng không? Và những bài thơ tôi đọc lên tôi cũng thấy rất là nên thơ. Vâng, cảm ơn bạn và đã cho chúng tôi những là cái phần thơ hôm nay, tôi nghĩ là rất là dễ nhớ. Và tôi sẽ xin ghi những cái phần thơ này về tôi sẽ như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ là những cái bài thơ này của bạn thì... Bạn nói ở đây bạn ghi là bạn ghét thơ rẻ tiền đúng không ạ? Mà những bài thơ của bạn thì tôi thấy rất đắt, không hề rẻ. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bạn Được đã cho chúng ta những phút giây rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Vâng, và xin cảm ơn các bạn đội 1. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với các bạn trong đội 2. Đội 2 của chúng ta là có bạn Nguyễn Thị Thủy. Bạn là nhân viên kế toán tại công ty Sakura Plaza Hotel, Nikko Hà Nội. Bạn có nói là bạn thích làm thơ vui để mang lại niềm vui cho mọi người. Sao mà giữa lúc bây giờ rất là đông người đúng không bạn? Sao bạn không mang lại cho chúng tôi một niềm vui bằng một bài thơ nào đó của bạn? Bạn có sẵn sàng tặng chúng tôi một bài thơ không? Tất nhiên là có ạ. Vâng, thế thì xin mời bạn. Bởi vì nói thật là bản thân tôi là thích hài hước. À. Tôi muốn là gửi gắm một chút hài hước gì đó vào thơ vui để đem lại niềm vui cho bạn đọc. Và vâng, bây giờ hôm nay tôi cũng đến đây cũng có hai bài thơ. Thì theo như tôi dự định là sẽ một bài là tặng cho các anh em và một bài tặng cho chị em. Chị em. Bài thơ gửi cho anh em thì có nghĩa là tôi muốn là nhờ một người nam nào đấy đọc giúp ạ. Ở đây chúng ta cũng có một bạn nam đấy ạ. Bạn nam như chính cánh, vâng, như chính cánh đấy ạ. Vâng, bạn Được có thể giúp bạn Thủy của chúng ta được không ạ? Tôi xin đọc bài thơ của chị Thủy, bài thơ Vịnh Củ Khoai. Vịnh Củ Khoai, vâng. Thân anh tên gọi Củ Khoai Lang, chiều dài một đoạn khoảng chừng gang. Xấu, đẹp, méo, tròn do trời nặng. Thế giới cần anh góp mầm. Vâng, thế còn bài thứ hai ạ, tặng chị em đi ạ. Tặng chị em thì chắc là chính chủ sẽ đọc luôn đúng không ạ? Em xin đọc bài thơ thứ hai là bài Vịnh Bánh Bao ạ. Vịnh Bánh Bao, vâng. Bởi vì bài thơ này là xuất thân từ khi mà có một anh bạn
đầu bếp của chúng tôi làm món dim sum rất ngon. Anh ấy bảo tôi rằng là chị làm tặng cho em một bài. Vậy tôi sẽ làm tặng cho anh ấy bài này, Vịnh Bánh Bao. Đấy. Nhưng cũng là để tặng cho các chị em nữa. Thân em như chiếc bánh bao, trắng trèo tròn trịa, lòng nào chẳng thương. Anh đi xa nhớ vần vương, hơi thơm quyến rũ theo đường anh đi. Vâng, một giọng ngâm rất tuyệt vời, tôi không biết nói gì hơn nữa. Và tôi xin cảm ơn bạn đã cho chúng tôi được những phút giây rất là thoải mái. Và chúng ta sẽ cùng chúc bạn Thủy của chúng ta sẽ làm thật nhiều bài thơ như hai bài thơ vừa rồi chúng ta vừa được nghe. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bạn Thủy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn Thanh, bạn Nguyễn Hồng Thanh. Trong bản đăng ký dự thi của mình thì bạn Thanh có nói là bạn rất yêu màu tím, thích nhà và thích được quan tâm chăm sóc mọi người, thích ngắm cái đẹp. Nói chung bạn thích rất nhiều thứ. Thế bạn thường quan tâm và chăm sóc mọi người về vấn đề gì vậy? Tôi muốn hỏi nhỏ một chút. Em thưa chị là quan tâm chăm sóc mọi người, ví dụ như là gia đình của em. Em rất thích quan tâm chăm sóc đến chồng con chẳng hạn, hoặc là cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Còn với những người dụ như là cùng làm với mình, cùng công tác với mình chẳng hạn, ví dụ là như thế, thì là rất thích quan tâm đến người ta, xem là người ta thích cái gì và cách cái gì để mình liệu mà sống chẳng hạn là như thế. Tức là cứ buổi sáng sớm mà bạn đi làm xong rồi đến thì mẹ bạn cứ đi hỏi cả phòng là thế chị ăn sáng chưa, ăn ăn sáng chưa thì để em đi mua, đúng không? Vậy thì để em quan tâm. Tôi hỏi vui thôi chứ còn thực ra thì trong cuộc sống của chúng ta thì rất cần sự quan tâm đến nhau, đúng không? Mình có quan tâm đến mọi người thì mọi người mới quan tâm đến mình, đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn cả bốn bạn chơi của chúng ta đã cho chúng ta những cái giây phút rất là gần gũi, rất là cởi mở. Và bây giờ xin mời các bạn hãy quay trở lại với cuộc chơi của chúng ta, đến với phần đuổi hình bắt chữ, phần đếm ngược. Xin mời các bạn đến với miếng ghép đầu tiên của phần đếm ngược. Xin mời miếng ghép đầu tiên. Các bạn rất nhanh, xin mời các bạn đội 2. Em thưa chị, đây là gà quay ạ. Gà quay. Vâng, 180 điểm thuộc về các bạn đội 2. Gà quay đó là một món ăn rất là ngon, đúng không ạ? Một con gà đang quay lên thì bạn liên tưởng đến là gà quay. Vâng, đáp án của chúng tôi đúng là gà quay. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 2. Xin mời. Đây là gì ạ? Rất nhanh, xin mời các bạn đội 1. Là gì ạ? Nếu mà bạn nhìn thấy rồi thì bạn mới nhấn chuông chứ nhỉ? Các bạn có đáp án không ạ? Vậy thì xin mời các bạn đội 2. Các bạn nhanh ạ, các bạn nhanh lên ạ. Thời gian gần hết, các bạn có nhìn thấy có một tấm màn không ạ? Đây là một hình thức biểu diễn nhưng không phải là người. Vâng, xin mời các bạn đội 2. Đây là gì ạ? Theo em đây là múa rối ạ. Cái gì ạ? Múa rối. Múa rối. Rất tiếc vẫn chưa chính xác. Các bạn sắp xếp từ đi ạ. Vẫn còn thời gian. Vâng, xin mời các bạn đội 1. Đây là gì ạ? Đây là một nhân vật. Đây là một nhân vật. Thời gian sắp hết rồi, các bạn nhanh lên ạ. Vâng, xin mời các bạn đội 1. Mũi tên chỉ vào. Đây là gì ạ? Bạn có trả lời. Rồi đây. Rất tiếc, đáp án của chúng tôi đó chính là con rối. Đó là một nhân vật trong một bộ môn múa rối, đúng không ạ? Rất là tiếc. Tấm màn nhung tôi đã gợi ý rồi và mũi tên chỉ vào một nhân vật duy nhất thôi. Thì đấy chỉ là con rối thôi chứ không thể múa rối. Múa rối là một từ chung, đúng không ạ? Mà đây mũi tên chỉ vào đúng một người thôi, chỉ vào nhân vật. Rất tiếc là câu này các bạn vẫn chưa trả lời đúng đáp án của chúng tôi. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 3. Xin mời. Một con chim đang làm gì đấy ạ? Vâng, mời các bạn đội 1. Là gì ạ? Cái gì ạ? Đang làm gì đấy ạ? Họ là con chim phải đang làm gì đấy ạ?
đang làm gì trên cái gì đấy ạ? Tôi không thể gọi chim sơn ca. Cái gì ạ? Vâng, 170 điểm đã thuộc về các bạn đội 1. Xin chúc mừng các bạn. Chim sơn ca. Người ta thường ở cuộc sống chúng ta thì thường ví những người nào mà có một giọng hát hay thì thường được ví như là con chim sơn ca, đúng không ạ? Ở đây chắc là bạn Được cũng nhìn thấy một con chim đang sơn vào cái ca, thì người ta gọi là chim sơn ca. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ tư. Xin mời. Miếng ghép thứ tư. Rất nhanh, đội 1 hình như là đang có ý thức vươn lên. Vâng, xin mời các bạn đội 1. Đây là gì ạ? Các bạn nhấn chuông rồi con. Nhanh lên là có gì. Xin mời các bạn đội 2. Các bạn đội 2 trả lời đi ạ. Vâng. Các bạn có nhìn thấy những cái dấu gì không ạ? Và ở dưới là hình những con gì ạ? Các bạn có liên tưởng đến điều gì không? Xin mời các bạn đội 2. Xin mời. Thưa em, tên là đếm cá con ạ. Cá con, chưa chính xác. Xin mời các bạn đội 1. Cá nhân. Cá nhân, hoàn toàn chính xác. Vâng, kia là dấu nhân. Nằm giữa mấy con cá thì chắc chắn phải là cá nhân rồi. Đây là chỉ một người riêng lẻ, phân biệt với tập thể hoặc là xã hội. Vâng, đó chính là cá nhân. Và cá nhân đã mang về cho các bạn đội 1 thêm 100 điểm nữa. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ, xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 5. Xin mời. Các bạn có nhìn thấy những con gì không ạ? Họ đang đi rất khác nhau. Đây là những con, không phải là con nhộng đâu ạ. Không phải là con nhộng đâu, con gì ạ? Vâng, bạn Được đã nhìn thấy chưa ạ? Con gì ạ? Vâng, xin mời bạn Được. Bạn nhìn thấy hình ảnh gì đây ạ? Đây là gì ạ? Sâu chuỗi. Sâu chuỗi vẫn chưa chính xác. Gần đúng, các bạn nên nhớ là đi rất khác. Xin mời các bạn đội 2. Đây là gì ạ? Đây là sâu đất ạ. Sâu đất vẫn chưa chính xác. Các bạn phải thật tinh mắt. Nào, xin mời các bạn đội 1. Nhanh lên, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu ạ. Sâu đo. Sâu đo vẫn chưa chính xác. Họ đi rất sát nhau và mình... Rất tiếc. Đáp án của chúng tôi là sâu sát. Đi sâu đi sát. Vâng, đi sâu đi sát thì chính xác hơn. Đó là trực tiếp gần gũi để nắm vững tình hình. Đi sâu đi sát rất tiếc. Giá mà các bạn nhìn thấy những con sâu, tôi đã nói là đi rất sát nhau rồi mà các bạn không liên tưởng đến từ đi sâu đi sát thì quả là rất phí. Rất tiếc ở câu này các bạn vẫn chưa ghi được điểm. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 6. Xin mời. Đây là... Mời các bạn đội 2. Em tên là Đài Sen ạ. Đài Sen, các bạn nghĩ thế nào ạ? Vâng, 180 điểm. Lần nữa lại thuộc về các bạn đội 2. Xin chúc mừng các bạn. Đài Sen rõ ràng là một cái đài và một bông hoa sen, đúng không ạ? Cho nên là các bạn đội 2 đã liên tưởng đến đài sen. Đài sen là một phần chứa nhiều hạt của bông hoa sen. Và ta có thể hiểu theo một nghĩa khác, đó là cái giá đèn để nến hình hoa sen thời xưa. Vâng, quả đúng đáp án của chúng tôi là đài sen. Và đài sen đã mang về cho các bạn đội 2 thêm 180 điểm nữa. Bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 7. Xin mời. Lần này thì đội 1 có vẻ nhanh hơn. Mời các bạn. Nhanh nhanh ạ. Hàng rào thuế quan. Hàng rào thuế quan. Lần này thì không thể sai hơn rồi ạ. Vâng, 190 điểm đã thuộc về các bạn đội 1. Xin chúc mừng các bạn. Tôi xin hỏi là bạn Được, sao bạn lại nghĩ ngay ra được hàng rào thuế quan? Cái mũi tên chỉ vào cái hàng rào. Vâng, và đằng sau là cái trạm thu thuế. Vâng, quả đúng là như thế. Sự liên tưởng của bạn rất chính xác. Hàng rào thuế quan, đó chính là một hệ thống thuế đánh nặng vào hàng nhập khẩu, thường để bảo vệ sản xuất các hàng hóa sản xuất trong nước. Vâng, đó chính là hàng rào thuế quan. Xin chúc mừng các bạn đội 1. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 8. Xin mời. Đây là hình gì ạ? Vâng, rất nhanh các bạn đội 1. Xin mời các bạn. Các bạn có nhìn thấy hình gì không ạ? Nhanh lên ạ. Nếu mà các bạn không trả lời được thì xin mời các bạn đội 2. Là cái gì ạ? Xin mời, khoan đã, xin mời bạn đội 1, bạn Được nói đi ạ, là gì ạ? Có mũ được. Lồi ạ. Mũ lồi chưa chính xác, xin mời các bạn đội 2. Là gì ạ? Các em đây là đầu đen ạ. Chưa chính xác, các bạn nhìn đây là những củ lạc và mũi tên chỉ vào một củ lạc. Các bạn có nhìn thấy gì không ạ? Những củ lạc và chỉ lại, mũi tên chỉ vào một củ lạc đi sau
cùng. Tôi đã gợi ý đến như thế rồi mà các bạn không trả lời được. Vâng, xin mời các bạn đội 2, tôi đã nhìn thấy. Hình như là lạc đàn hay sao ấy ạ? Lạc đàn, rất tiếc chưa phải. Các bạn hết thời gian, gần hết thời gian, xin mời các bạn đội 1 là gì ạ? Bạn liên tưởng đến điều gì ạ? Rất tiếc, hết giờ. Đáp án của chúng tôi đó chính là lạc hậu. Tôi đã nói rồi, tôi đã gợi ý rất là gần rồi mà các bạn không đoán ra được. Đây là những củ lạc và mũi tên đã chỉ vào củ lạc đi sau thì tất nhiên phải là lạc hậu rồi. Tôi đã gợi ý đến như thế rồi, rất là tiếc đúng không ạ? Lạc hậu có hai ý: bị ở lại phía sau, không theo kịp đà tiến bộ phát triển chung. Vâng, ví dụ như là người ta vẫn thường nói như là nền kinh tế rất lạc hậu. Đó là câu mà chúng ta thường hay sử dụng đúng không? Và lạc hậu thì còn có một ý nữa, đó là đã trở nên cũ rồi, không còn thích hợp với hoàn cảnh yêu cầu điều kiện mới. Đó chính là lạc hậu. Và rất tiếc là ở miếng ghép này các bạn vẫn không ghi được điểm. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 9. Xin mời. Rất nhanh. Mời các bạn đội 1. Các bạn đội 1 đã nhấn chuông trước. Đó là gì ạ? Có chữ phận và bên cạnh... Số phận. Số phận. Vâng, số phận đã mang lại thêm cho các bạn đội 1 190 điểm nữa. Xin chúc mừng các bạn. Số phận. Số phận thì chúng ta vẫn thường nói đúng không ạ? Số phận một con người, ai cũng có số phận. Và tôi nghĩ là số phận thì không phải giải thích cái gì nữa đúng không? Chúng ta đều biết thế nào là số phận. Vâng, xin chúc mừng các bạn đội 1. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 10. Xin mời. Các bạn hãy nhìn lên. Mặc dù là miếng ghép chưa được mở hết. Vâng, xin mời các bạn đội 1. Các bạn đội 1 là gì đấy ạ? Bạn nhìn thấy điều chữ gì? Chữ người tử tù. Cái gì ạ? Tôi xin hỏi là bạn được, các bạn lại nói, bạn lại nghĩ ra đấy là chữ người tử tù. Đây là một tác phẩm văn học mà. Bạn đã đọc tác phẩm đấy rồi ạ? Rồi ạ. Bạn đọc tác phẩm đấy rồi ạ? Rồi. Vâng, quả thật nếu mà bạn đã đọc tác phẩm thì tôi nghĩ là đáp án không thể nào khác được. Quả đúng đáp án của chúng tôi là chữ người tử tù. Xin chúc mừng các bạn đội 1. Vâng, và như vậy là chúng ta vừa trải qua phần thi đếm ngược. Thử nhìn lại số điểm của hai đội. Bây giờ các bạn đội 1 đang có một số điểm. Vâng, các bạn đội 1 đã bứt lên trên. Các bạn đang có số điểm đó là 1.350 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn đội 2 với số điểm 1.085 điểm. Và dù không muốn nhưng mà chúng ta vẫn phải chia tay với một trong hai đội của chúng ta ngày hôm nay. Và rõ ràng là đội phải chia tay sẽ là đội 2. Quả là rất đáng tiếc bởi vì những giây phút đầu tiên thì các bạn đội 2 luôn luôn là người dẫn đầu. Nhưng mà cuộc chơi nào cũng thế đúng không ạ? Luôn luôn phải có sự bất ngờ. Tôi nghĩ là bất ngờ mới là vui. Và các bạn nghĩ rằng hôm nay các bạn vẫn không phải là người thất bại đâu, các bạn vẫn là người chiến thắng, các bạn cứ yên tâm như thế. Và xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Và bây giờ xin mời các bạn sẽ nhận một phần quà của chương trình và nhà tài trợ. Và bây giờ sẽ là một phần chơi hết sức đặc biệt, phần chơi dành cho chính quý vị khán giả. Đứng bên tay trái tôi, chúng tôi đã tìm ra một họa sĩ trong buổi chơi ngày hôm nay. Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyễn Thị Như Quỳnh, em đến từ lớp văn học K49, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Em đến đây để cổ vũ cho ai vậy? Dạ, em cổ vũ cho chị Thủy ạ. Cho chị Thủy? Dạ vâng ạ. Em đã rõ luật chơi chưa nhỉ? Dạ em rõ rồi. Em chỉ có thời gian là 60 giây thôi. Dạ vâng ạ. Bây giờ em hãy chọn một trong ba chiếc hộp kia. Và bây giờ 60 giây dành cho bạn Quỳnh bắt đầu.
tôi sẽ mời một vị khán giả nhìn bức tranh và đoán xem đáp án của chúng tôi là gì. Dạ thưa chị, có phải là xấu như ma ạ? Xấu như ma. Đáp án của em hoàn toàn chính xác. Em sẽ nhận một phần quà của chương trình và nhà tài trợ Comfort Thơm Lâu. Xin cảm ơn em. Xin cảm ơn em. Và em cũng sẽ nhận một phần quà của chương trình và nhà tài trợ Comfort Thơm Lâu. Và như vậy với 1.350 điểm, các bạn trong đội 1 của chúng ta đã trở thành những người chiến thắng. Và các bạn giành quyền để bước vào phần thi siêu tốc ngày hôm nay. Chào hai bạn, như vậy là các bạn đã trở thành người chiến thắng. Tôi muốn hỏi là hai bạn, cảm nghĩ của hai bạn lúc này như thế nào nhỉ? Rất là vui. Rất là vui. Bạn thích hơn bạn Tú? Em thấy vui và hồi hộp ạ. Vui và hồi hộp. Hai bạn có muốn mình sẽ là những người chiến thắng tuyệt đối trong ngày hôm nay không? Tất nhiên là mong muốn như thế. Rất là mong muốn đúng không ạ? Tôi muốn nói với các bạn rằng là riêng phần thi siêu tốc này, chỉ cần các bạn thật bình tĩnh, tự tin thì các bạn sẽ chiến thắng. Bởi vì phần thi siêu tốc không hề khó. Chẳng qua là cái thời gian trôi đi rất là nhanh đúng không ạ? Cho nên là các bạn sẽ rất hay bị cà cuống. Đâm ra các bạn cứ từ từ thôi. Không việc gì phải cuống lên, các bạn sẽ chiến thắng. Và bởi vì là cả hai bạn chơi, thế cho nên tôi muốn hỏi là cả hai bạn cùng bước chân vào ngồi trước ghế đỏ à? Mỗi bạn một ghế à? Hay là chỉ một người thôi? Vâng, cả hai người. Cả hai người. Vâng. Cả hai người cho đoàn kết đúng không vâng. ạ? Vâng. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Chuẩn bị sẵn sàng để bước vào ngồi trước ghế đỏ của chúng tôi. Vâng, thế thì xin mời các bạn. Và bây giờ xin mời phần thi siêu tốc với miếng ghép đầu tiên, xin mời. Đây là một hình ảnh gì ạ? Rất quen thuộc chạm ạ. Chạm cốc. Cái gì ạ? Chạm cốc. Không phải chạm cốc. Chạm cốc thường có trong một cái gì ạ? Đây là một cái gì, nếu không trả lời các bạn có thể bỏ qua. Bỏ qua. Bữa tiệc. Tiệc đứng. Xin mời các bạn, tiếp theo miếng ghép thứ hai là cái gì đây ạ? Du hành. Cái gì ạ? Du hành ạ. Du hành ạ, không biết đang ngồi trên cái gì đấy ạ. Đây là một cái gì ạ? Một chiếc máy bay. Tàu bay giấy ạ. Cái gì ạ? Tàu bay giấy ạ. Nói chính xác đi ạ. Nhanh không có tàu bay giấy. Tàu bay giấy chưa chính xác, của chúng tôi là đi tàu bay giấy. Xin mời các bạn miếng ghép tiếp theo. Bỏ qua. Miếng ghép tiếp theo, đây là gì, mũi tên chỉ vào cái gì tóc đây mai. Ạ? Cái gì ạ? Tóc mai. Chính xác. Tiếp theo. Cái gì đây ạ? Miếng gì đây ạ? Nó dày. Chính xác. Tiếp theo. Nhanh nhanh, thời gian gần hết rồi ạ. Đang làm gì, cầm cái bút làm gì ạ? Và con gì kia ạ? Có một. Là cái gì ạ? Lông gà. Bút lông gà, bút lông gà. Chưa chính xác, nhanh nhanh, sắp hết thời gian rồi ạ. Của chúng tôi là chấm công. Rất tiếc. Rất tiếc, nhưng mà không sao. Mặc dù các bạn vẫn chưa chiến thắng trong phần thi siêu tốc, nhưng mà các bạn trong đội 1 của chúng ta vẫn là những người chiến thắng trong buổi chơi ngày hôm nay. Các bạn đã ghi được một số điểm tương đối cao, đó là 1.450 điểm. Xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Và bây giờ xin mời các bạn sẽ nhận một phần quà của chương trình và nhà tài trợ Comfort Thơm Lâu. Xin cảm ơn các bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, được thực hiện do Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội phối hợp cùng với nhãn hàng Comfort Thơm Lâu sản xuất. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào các buổi tối thứ bảy hàng tuần. Xin kính chào quý vị.